Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào các bạn, xin chào ạ. Ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Hồng Loan, phát những cái phần bánh đúc mặn đến cho các bà con ở xóm trên nha các bạn. Thì ngày hôm nay là chính tay chị Hồng Loan làm các sản phẩm là bánh đúc mặn rất là ngon luôn. Gồm có những cái miếng bánh đúc này chị đã làm ra rồi nha. Và bên đây thì có nhân là có thịt nè, rồi tôm, rồi củ sắn với lại củ cải đỏ nữa, rồi có giá, dưa leo, rau thơm, nước mắm, hành phi ăn kèm rất là ngon luôn, có cả dưa chua nữa nha. Tụi em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Hồng Loan nhiều lắm nha. Chúc cho chị luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và thành công nha chị nha. Dạ cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ bây giờ thì mấy chị em sẽ phát nhanh cho bà con về chị nha. Cái này mình chan vô luôn hay sao chị? Vậy để nước mắm qua đây hay sao? Rồi cái dĩa này của ai chị ha? Rồi đây của chú đây. Dạ rồi, gửi cho chú nha, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ sao vậy chú? Cái nắp đâu chị ba ơi, cái nắp cho chú. Rồi, dạ rồi, không có gì đâu ạ. Dạ rồi, mời người tiếp theo đi ạ. Chị ơi, ít ra một chút thôi để không đủ nha. Rồi đây người tiếp theo, đây của em đây, giỏi. Dạ rồi, của cô đây, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, không có chi đâu ạ. Dạ. Dạ rồi. Sao chị? Rồi. Rồi, dĩa này của ai đây? Chị Hồng Loan gửi cho em. Rồi, dĩa này của ai ạ? Nhìn giùm nha. Chị ơi, chưa có người nhận, không phải nó, không phải. Dạ. Rồi, giỏi lắm. Dạ. Đưa qua đây nè chị, đưa qua đây nó khó cho em lắm. Rồi, của em nè. Chị Hồng Loan gửi cho em nha, giỏi. Rồi, hôm nay chị Hồng Loan tự tay làm những cái dĩa bánh đúc mặn gửi đến cho bà con, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn các bạn ơi. Mọi người ai cũng nhanh chóng đến để mà lấy hết. Nhìn ngon hay là ngon luôn. Rồi, đây của em. Nó phải nói sao nè, phải nói sao? Phải nói sao? Nó cảm ơn chưa? Rồi, giỏi. Dạ đây ạ, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Dạ. Dạ, chị Hồng Loan gửi tặng nha, chúc ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Dạ của cô nha, ăn ngon miệng nha. Dạ không có chi. Dạ. Dạ con gửi ạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ chúc bà ăn ngon miệng nha bà. Dạ chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ đây ạ, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ.
Dạ rồi, xin mời ạ. Rồi, của em đó, nó cảm ơn chị. Cảm ơn. Giỏi lắm, rồi. Dạ, đây là chúc ăn ngon miệng nha, dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ rồi, đây ạ. Cảm ơn em ạ. Dạ. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, quý em đây. Rồi. Đợi con tí xíu nha mình. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng à. Dạ, em ngồi. Gió quá à. Rồi, chị Hồng Loan gửi cho em nha. Giỏi. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Rồi, đây chúc ăn ngon miệng. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Cô ơi, cô lượm cái đó bỏ lên xe đẩy giùm con cái cô. Dạ đúng rồi cô. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Dạ, gửi cho bà nha bà. Dạ. Rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn. Kéo khẩu trang qua lỗ mũi nè. Kéo khẩu trang qua lỗ mũi. Để như vậy là không có đúng nha. Dạ. Của chị nè chị, chúc ăn ngon miệng nha chị. Dạ. Dạ rồi, đây là của bà nè. Bà chúc bà ăn ngon miệng nha. Bà ơi. Dạ rồi. Cái tô này của ai ạ? Rồi, đây ạ, à, của bà đúng không? Dạ, chúc bà ăn ngon miệng nha. Rồi, tô này của ai đến nhận giùm ạ? À? Rồi, của anh nha. Rồi, để con chút xíu nha. Dạ rồi, chúc ăn ngon miệng ạ. Rồi, cảm ơn rồi. Dạ, không có gì. Dạ rồi, đây gửi cho bà nha bà. Dạ, bà ăn ngon miệng nha. Dạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Dạ. Dạ chúc, để con để số này ông nhận nha. Dạ rồi, không có chi đâu ạ. Dạ chúc chú ăn ngon miệng nha. Em đây. Rồi, phải nói sao nè. Em ơi, phải nói sao? Nó cảm ơn chưa? Rồi, đúng rồi. Phải nhớ nói lời cảm ơn nha khi nhận quà nha. Đây chúc ăn ngon miệng nha, giỏi lắm.
Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn chị nha. Nhưng ơi, sẵn cho tôi bột nước mắm nhé. Cảm ơn ạ. Đây, chị Hồng Loan gửi cho em nha. Rồi, xin đợi chút xíu nha. Rồi, rồi. Rồi, có chưa chị? Rồi, đây, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi. Rồi, phần của em nè, nhanh chóng về nha. Rồi, trời mưa rồi đó. Rồi, đây. Rồi. Rồi, đây, của em đây. Rồi, giỏi lắm. Rồi, của em. Giỏi. Rồi, xin mời người tiếp theo. Đây, đây, đây. Rồi, cô em nè. Nó cảm ơn. Nó cảm ơn. Rồi, đợi chút xíu nha. Đây, chúc ăn ngon miệng. Cảm ơn chị. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi. Của em nè. Chưa, phải nói sau nè. Cảm ơn. Rồi, đúng rồi. Đây, của em. Cảm ơn cô. Giỏi lắm. Đây, của em. Giỏi quá. Chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, con cảm ơn cô. Quá giỏi luôn. Rồi, chị Hồng Loan gửi cho em nha. Rồi. Rồi, cô em đây. Cảm ơn cô. Giỏi lắm. Nói chèo không? Chị. Rồi, đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Đang của em đây. Phải nói sao nè. Phải nói sao, đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, đây của em đây. Nó cảm ơn chị. Quá giỏi luôn. Rồi, bạn nào cũng ngoan hết nha. Đây của em nè. Cảm ơn con. Rồi. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi, để chút xíu nha. Đây, cô em đây. Giỏi. Đây, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi. Rồi, chị Hồng Loan gửi cho em nha. Giỏi lắm. Rồi, đây của em đây. Giỏi. Dạ, chúc bạn ngon miệng. Rồi, đây. Rồi. Đây của em. Dạ
để bên đó luôn đi bà ơi, để bên đó luôn đi ạ. Đây của em đây, rồi giỏi. Rồi chúc ăn ngon miệng nha. Rồi. Dạ, chúc ăn ngon miệng. Dạ. Đây gửi cho em. Rồi. À cô hả? Bà ơi, cô ơi. Cô đúng không? Dạ, nó cảm ơn giùm con ạ. Dạ. Cái này của em đúng chưa? Rồi, nắp nắp nè. Để lại nha. Rồi, của em nè, giỏi lắm. À rồi cái nắp đâu, cái nắp của em đâu? Đây cái nắp cái bọc luôn. Dạ rồi. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ chúc ăn ngon miệng à. Đây chị Hồng Loan gửi cho em nha, rồi giỏi lắm. Rồi của em nè. Giỏi quá. Rồi đây. Em cảm ơn. Quá giỏi luôn. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Rồi. À, tạm thời thì mấy chị em còn lại một ít bánh nữa nha các bạn. Mình sẽ đợi mọi người đến để mà tiếp tục phát nha. Dạ rồi, đây ạ. À. Dạ bên đây nè, chúc chú ăn ngon miệng nha. Dạ. Chị Ba để thịt nhiều chút đi chị Ba. Dạ đây ạ, à. Chúc ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn luôn. Dạ. Chị Ba. Gió quá. Dạ đây à, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ cho nhiều nơi à. Dạ. Chỗ nào cũng có phần hết à. Dạ chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Cái dĩa nhỏ xíu. Ôi cái dĩa này. Rất thơm.
Dạ, đây là chúc ăn ngon miệng nha. Dạ, cẩn thận nha chị. Dạ rồi, đây là chúc ăn ngon miệng nha. Dạ. Còn mấy phần nữa không? 5 phần. Rồi, còn 5 phần cuối cùng nha. Đợi mọi người đến, trời mưa cái mọi người chạy đi mất tiêu. Ôi, phút cuối chị ba nhiều ghê á. Hồi nãy có chút xì, có chút xíu à. Rồi, đợi chị chút xíu nha. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Em cảm ơn. Giỏi. Dạ, còn có 4 phần nữa thôi là hết rồi. Ai nhanh tay thì có nha, chậm tay là hết đó nha. Đưa cho cô giùm em cái. Rồi em đưa tôi đi cho chị. Rồi không để gao chị ơi, không để gao chị ơi. Rồi của em đây, ăn ngon miệng nha. Nó cảm ơn. Giỏi. Rồi còn một phần cuối cùng nữa là hết rồi. Dĩa này của ai đây? Dạ, dĩa này của ai ạ? Dạ, con bưng trước đây. Cảm ơn cô. Giỏi quá. Dạ rồi, đây là chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Không, bà nãy bà có rồi. Bà xin cho cháu. Dạ. À, ngày hôm nay thì 4 chị em tụi mình đã thay mặt cho chị Hồng Loan tặng những cái phần bánh nước mặn đến cho bà con nha. À, xin chúc chị luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ nha chị. À, chào chị, chào các bạn nha.